Xin cho con làm chứng nhân giữa cuộc đời này không ngại ngần. Xin cho giới trẻ chúng con yêu thương người và biết dân thân. Niềm vui xây đến bên ta, giới trẻ cứ lo thiết tha, đem tin mừng đến muôn nơi, làm rạng danh nước trời. Xin mẹ luôn đồng hành với chúng con, cho con biết yêu thương anh em mình, để nhờ dấu chỉ yêu thương và cho con biết khiêm nhường. Giới trẻ cứ lo, xin nêu gương, nêu tin đi và đi về nơi họ chưa biết, chưa biết nhân yêu thương làm chứng nhân. Giới trẻ là hình ảnh của Chúa Kitô và đẹp hơn khi con là chứng nhân. Đôi tay dang rộng mở ra để cùng sẻ chia những vui buồn, chỉ cho đôi nghèo khổ đau hay bất công được đẩy lùi xa. Ngày mai hạt giống đứng ra chính lòng nhiệt tình dân thân, cho con làm đuống tin yêu và bừng lên sáng ngời. Xin mẹ luôn đồng hành với chúng con, cho con biết yêu thương anh em mình, dấu chỉ yêu thương và cho con biết khiêm nhường. Giới trẻ cứ lo, xin nêu gương, nêu tin đi lên, đi về nơi hòn chưa biết, chưa biết nhất yêu thương làm chứng nhân. Giới trẻ là hình ảnh của Chúa Kitô và đẹp hơn khi con là chứng nhân. Con làm chứng nhân giữa cuộc đời này không ngại ngần. Xin cho giới trẻ chúng con yêu thương người và biết dân thân. Niềm vui sẽ đến bên ta, giới trẻ cứ lo thiết tha, đem tin mừng đến muôn nơi, làm rạng danh nước trời. Xin mẹ luôn đồng hành với chúng con, cho con biết yêu thương anh em mình, để nhờ dấu chỉ yêu thương và cho con biết khiêm nhường. Giới trẻ cứ lo, xin nêu gương, nêu tin đi lên, đi về nơi hòn chưa biết, chưa biết nhân yêu thương làm chứng nhân. Giới trẻ là hình ảnh của Chúa Kitô và đẹp hơn khi con là chứng nhân. Xin mẹ luôn đồng hành với con, để con yêu thương, để biết khiêm nhường. Con nguyện cầu và con nêu gương, vì tình thương con sẽ ra đi. Con nguyện cầu cho ai đau thương và những ai đang cần đến con. Nếu tin đi lên, đi về nơi hòn chưa biết, chưa biết nhất yêu thương làm chứng nhân. Giới trẻ là hình ảnh của Chúa Kitô và đẹp hơn khi con là chứng nhân. Nay người ơi xin gọi con, nay người ơi xin gọi con, người đã gọi tên con.